Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Line Novel tại Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khi Seo lao đầu và sai sinh tố dàn kỹ năng thì Rimuru quyết định triệu tập lần lượt từng cán bộ điều hành. Sion và Diablo bị đuổi ra khỏi phòng, lý do là phiền phức, phỏng vấn mà, tốt nhất là không nên có mặt người thứ ba. Vì cần kiểm tra xem đám cấp dưới của mình có bị sứt mẻ gì sau trận chiến không nên Sion rời đi mà không một lời phàn nàn. Vấn đề là ở Diablo, thanh niên đã cố gắng đến giây phút cuối cùng để bám lấy chủ tịch. Lý do là vì Rimuru cần một người hộ tống, đậu xanh, phỏng vấn thuộc hạ mà hộ tống là Saba. Sau đó Rimuru lạnh lùng nói rằng sẽ dựa vào kết quả phỏng vấn hôm nay để quyết định vị trí thư ký của Diablo, có thể thay bằng một người khác như Tessarosa, người vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Cậu cũng nhấn thêm rằng phải là một người mạnh mẽ thì mới có thể làm thư ký kim hộ tống được. Kết quả là Diablo đã hoảng loạn đi tìm Tessarosa, có lẽ lúc này hai người đang đập nhau te tua trong mê cung rồi. Ở lại văn phòng một mình, Rimuru cười thầm vì đối phó với Diablo không hề khó. Có thể thanh niên sẽ không thua, nhưng nếu thất bại cũng tốt, hy vọng với nó cậu ta sẽ nhìn lại chính mình nhiều hơn. Ngay sau đó Rimuru gọi Suna đến và sắp xếp lịch phỏng vấn, từ buổi xế chiều lần lượt từng người xuất hiện. Đầu tiên là Beretta, người đang bị trầm cảm nặng nề sau thất bại trước Dino. Dù vậy anh ta cũng không giấu sự phấn khích khi được nói chuyện riêng với Rimuru. Beretta này, người không cần lo lắng về thất bại của mình. Rốt cuộc người đã ngăn cản được mục tiêu của kẻ địch, nó nên được coi là chiến thắng chứ. Hơn nữa, thương vong là số 0 nên sẽ là một chiến thắng lớn. Một lời an ủi sâu sắc đến từ vị trí của chủ tịch, tuy nhiên Beretta vẫn không tươi lên tí nào. Hắn nói rằng thất bại là việc rất khó chấp nhận với dòng dõi hắc sắc. Ý của Beretta là muốn có một chiến thắng tuyệt đối. Ecce trước Dino là một nỗi nhục, dù chủ nhân và mọi người nói gì đi nữa thì nỗi đau đó vẫn cứ dai dẳng. Thực tế thời gian gần đây, Rimuru mới biết Beretta là ác ma thuộc dòng hắc sắc và người đứng đầu là tên dị hợm Diablo. Đám này đều kỳ lạ và ghét thua cuộc. Cũng là một người ghét thua cuộc nên Rimuru hiểu được cảm giác của Beretta là như thế nào. Tuy nhiên cậu quả thực không thể giúp được gì, tiến hóa ma vương ư. Làm vậy thì Beretta cần sở hữu hạt giống ma vương và liên kết hành lang linh hồn. Liệu hắn ta có đủ điều kiện đó hay không? Điều đó là có thể. Seo bất ngờ lên tiếng khiến Rimuru cảm thấy sợ hãi trong giây lát. Cậu tưởng nó tập trung biến đổi kỹ năng nên không làm được mấy việc khác. Hóa ra là vẫn lắng nghe mọi chuyện cơ à. Vậy hẳn là nó sẽ giúp mình xử lý được mấy cái thủ tục giấy tờ. Khi còn chưa nghĩ xong thì Seo đã đá sang một chủ đề khác. Nó nói rằng còn đủ linh hồn để một người thức tỉnh. Rimuru muốn làm gì? Này này, có phải là người đang hơi bị lạc đề không đấy Seo? Phủ định đã xác nhận không có chuyện như vậy xảy ra. Đến đây thì chủ tịch cạn lời và quay trở về với vấn đề của Beretta. Trong trận chiến gần đây với đế quốc, Rimuru đã thu được một lượng linh hồn đủ cho Beretta tiến hóa. Cậu cũng biết tên này rất chăm chỉ làm việc nhưng không ban thưởng vì hắn là thuộc hạ của Ramriss. Mà Ramriss thì nghèo kiết xác nên chỉ có ban thưởng bằng niềm tin thôi. Là người trùm thực dụng nên lần này Rimuru cũng hơi do dự khi để Beretta tiến hóa. Tuy nhiên hắn là người đồng đội quan trọng, đồng thời cậu cũng là người đặt tên cho Beretta, qua đó khép lại con đường tiến hóa ma vương của hắn nên cũng có trách nhiệm. Nghĩ như vậy, Rimuru quyết định giải tỏa mối rắc rối này cho Beretta. Ta hiểu vì sao người than thở về khả năng của mình, vậy nên ta sẽ ban cho người thêm sức mạnh. Dứt lời, Rimuru đứng dậy khỏi ghế và giơ tay về phía Beretta, tạo dáng y hệt như một ma vương vĩ đại nào đó. Sau khi nhận 100.000 linh hồn, Beretta không khỏi kinh ngạc và bắt đầu rơi. À nhầm, giống với Diablo, Beretta không bị rơi vào giấc ngủ tiến hóa. Trạng thái của hắn lúc này chi tiết là EP 1.970.873, chủng tộc Thánh Ma Linh thượng cấp, Thánh Ma Kim Trúc sinh mệnh thể, gia hộ của Mê Cung, danh hiệu vệ sĩ của Ramriss, ma pháp hắc ám, kỹ năng tối thượng, cơ thần vương, kháng tính vô hiệu công kích vật lý, vô hiệu trạng thái dị thường, vô hiệu ảnh hưởng tự nhiên, vô hiệu công kích tinh thần, kháng công kích thánh ma. Nhờ việc cơ thể được tạo thành từ sinh thể ma cương, hấp thụ ma tố do dỉ từ chính mình nên giờ đây Beretta đã trở thành kim loại tối thượng ở đẳng cấp thân thoại. Từ đó EP của anh ta cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt Beretta đã có được kỹ năng tối thượng cơ thần vương bằng cách hy sinh kỹ năng độc nhất thiên ta quỷ. Quyền năng của cơ thần vương bao gồm gia tốc tư duy, cảm nhận vạn năng, bá khí ma vương, chi phối khoáng vật, thao tác thuộc tính địa, nghịch đảo dung hợp, thao tác không gian và đạt trùng kết giới. Nhận thấy tên chủ nhân đang ngớ người kinh ngạc về trạng thái sau tiến hóa của Beretta, Seo lên tiếng nói rằng cô đã làm việc rất chăm chỉ để có được điều đó. Ồ, cảm ơn vì người đã làm việc chăm chỉ. Sau lời khen này, Rimuru cũng tỏ ra hơi dỗi và trách khéo Seo rằng nó đang cải biến kỹ năng cho cậu mà lại năng nổ với kỹ năng người khác như vậy. Quả là bệnh nghề nghiệp khó chữa. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, trạng thái hiện giờ của Beretta mới thực sự gây ấn tượng. Có vẻ việc cơ thể tiến hóa thành kim loại tối thượng đã đem lại một vài khả năng mới. Giờ đây Beretta có thể kết hợp chi phối khoáng vật và thao tác thuộc tính địa để tạo và điều khiển khoáng vật. Nó sẽ cần nguyên liệu nhưng trong mê cung có cả một kho thép ma pháp. Beretta cũng có thể moi khoáng vật từ dưới đất lên và sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, nhìn bề ngoài thì cơ thể Beretta là một hình nhân với các khớp, nhưng anh ta có thể tùy ý biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Với độ cứng thuộc cấp thần thoại, hầu hết mọi vũ khí sẽ vô dụng trước Beretta.
Chà, nếu vũ khí được cường hóa bằng ma pháp hoặc yêu khí thì may ra. Nghĩ đến đó, Rimrer cảm giác Beretta giống như một thứ kim loại lỏng trong mấy bộ phim viễn tưởng, âm thầm tiếp cận như một con slam, sau đó siết chặt và khiến đối thủ ngạt thở, quả là đáng sợ. Vâng, có lẽ đáng sợ nhất chính là trí tưởng tượng của Rimrer. Có thể nói The Beretta đã tiến hóa thành một phân loại phụ của thể sống tinh thần, đó là thể sống kim loại. Quay trở về với hiện tại, lúc này Beretta đã quỳ xuống đất và thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Ramirez bằng tất cả mạng sống của mình. Cứ như vậy, căn bệnh trầm cảm của thanh niên được giải quyết, Rimrer quả là một bác sĩ tâm lý đẳng cấp. Trong khi chờ đợi người tiếp theo, chủ tịch bắt đầu suy ngẫm về bản chất của kỹ năng, thứ vốn là nguồn gốc của các định luật trên thế giới và là sức mạnh bắt nguồn từ linh hồn. Thường thì những ai nỗ lực hết mình hoặc đạt được thành tích lớn sẽ được giọng nói thế giới trao kỹ năng. Vậy chính xác bản chất của kỹ năng là gì? Từ lúc hấp hối ở thế giới cũ và trên đường đến thế giới này, Rimrer đã nghe thấy giọng nói thế giới rồi được trao cho kỹ năng độc nhất. Thế nên có thể suy ra kỹ năng không chỉ dành riêng cho thế giới này. Chủ tịch cũng tự hỏi liệu có thể dùng được kỹ năng ở thế giới cũ hay không. Có lẽ Vergreen đã trả lời được câu hỏi này. Bên cạnh nguồn gốc từ linh hồn thì kỹ năng được định hình từ mong muốn của từng cá nhân. Vì vậy họ sẽ nhận được kỹ năng tương ứng với mong muốn đó. Khi hấp hối, Rimrer đòi làm thịt hết mọi cô gái mình thấy nên nhận được kỹ năng kẻ săn mồi. Còn đại hiên giả, lúc này cậu tự hỏi mình đâu có muốn nhận nó đâu ta. Nghe thấy suy nghĩ đó, Seo lập tức cáo lên nói rằng chủ nhân thật bất lịch sự. Nó ở đây là vì chính cậu đã mong muốn điều đó. Ồ thế à, phản ứng dữ dội của Seo khiến chủ tịch xấu hổ nhớ lại rằng vì cậu vẫn còn Jin sau 37 năm nên mới thức tỉnh đại hiên giả. Ở khoảnh khắc hấp hối đó, Rimrer đã nói rằng còn nguyên chương tiết ở tuổi gần 40 có khi sẽ trở thành hiên giả đấy nhỉ. Thậm chí nếu sống lâu thêm tí nữa, có thể là đại hiên giả luôn. Kết quả là nhận luôn kỹ năng đại hiên giả. Cũng may mà chủ tịch chưa nghĩ đến việc cuộc đời của mình giống với Saitama. Lúc đó nhận được kỹ năng đấm phát chết luôn thì hết phim sớm. Qua trở về vấn đề của kỹ năng thì có một điểm thú vị là không phải toàn bộ kỹ năng đều bắt nguồn từ linh hồn. Một số khác có thể được khắc vào cơ thể. Đó là những kỹ năng nội tại hoặc có được từ quá trình rèn luyện. Ví dụ như bất kỳ con slime nào cũng có kỹ năng nội tại là phân giải, hấp thụ và tự tái sinh. Ở đầu phim, chúng ta có thể thấy bằng cách hấp thụ đám ma vật, Rimrer đã nhận được kỹ năng nội tại của chúng. Bên cạnh nội tại thì người ta còn có thể luyện tập chăm chỉ để đạt được kỹ năng. Tuy nhiên cách này chỉ giúp họ nhận được kỹ năng đặc biệt là cao nhất thôi. Nó không yếu nhưng thua kỹ năng độc nhất khá nhiều. Dù vậy người ta có thể tăng độ thuần thục của nó rồi kết hợp với kiếm thuật, qua đó tạo ra những kỹ thuật cực kỳ hữu ích. Một điểm thú vị nữa là ma pháp cũng là một dạng kỹ năng. Trong trường hợp của Rimrer, cậu có thể học được ma pháp chỉ bằng cách ăn nó. Trên thế giới này có hàng hà sa số loại kỹ năng nhưng sẽ không thể tồn tại hai kỹ năng độc nhất giống hệt nhau từ tên gọi cho đến công dụng. Dù vậy nó có thể được tái tạo lại nhưng trong một trường hợp rất đặc biệt nào đó. Ví dụ như kỹ năng độc nhất kẻ đói khát của chư đầu đế. Đây là một kỹ năng dành riêng cho chủng tộc, chỉ có thể thức tỉnh di truyền bởi những người cùng huyết thống và được khắc trên cơ thể. Cũng vì thế những chủng tộc khác sẽ không sử dụng được nó nhưng Rimrer thì có thể. Vì sau khi nút Ocelot, kẻ đói khát lập tức được Raphael đem đi hợp nhất với kẻ săn mồi. Ngoài ra, kỹ năng độc nhất không thể nào chống lại kỹ năng tối thượng và chỉ có kỹ năng tối thượng mới chống lại được kỹ năng tối thượng. Nghĩ đến trận chiến với đế quốc, Rimrer kết luận rằng bằng cách nào đó, những kỹ năng được khắc vào linh hồn sẽ mạnh hơn kỹ năng được khắc vào cơ thể. Ví dụ như phó thác tối thượng, đại hành quyền lợi Rutora ban cho thuộc hạ được khắc vào cơ thể. Đây là lượng sức mạnh rất lớn nên chỉ từ thánh nhân trở lên mới đủ năng lượng để sử dụng nó. Nhưng việc được cho mượn đã khiến đám cận vệ sử dụng sức mạnh này không được hiệu quả và từ đó đã thua thiệt trước các kỹ năng độc nhất. Chẳng hạn như việc Diablo đã đánh bại Jill và Bonnie. Bên cạnh đó không phải lúc nào kỹ năng độc nhất cũng vô hiệu trước kỹ năng tối thượng. Vẫn có ngoại lệ như ngục tù vô hạn và chia cắt tuyệt đối của Chloe hay như anh hùng bá đạo của Masayuki. Dù vậy, việc dùng kỹ năng độc nhất để đánh bại được người sở hữu kỹ năng tối thượng là điều rất khó xảy ra. Ngoài ra, kỹ năng tối thượng cũng là tồn tại cao hơn so với ma pháp. Những ma pháp duy nhất có thể chống lại kỹ năng tối thượng gồm ma pháp thần thánh mạnh nhất Linh Tử Băng Hoại và ma pháp tối thượng, tức là ma pháp hạch kích mà các ác ma nguyên thủy hay sử dụng. Rimrer nghĩ rằng có thể Diablo đã sử dụng ma pháp hạch kích để đánh bại Jill và Bonnie nhưng cảm giác lại không phải như vậy. Có thể là dựa vào kỹ thuật kỹ lượng gì đấy. Túm cái vé lại là với Diablo, hắn có thể biến điều không thể thành có thể. Đó cũng là dẫn chứng cho thấy không có thứ gì là tuyệt đối trên thế giới này. Nhưng đừng ai bắt chước nhé, vì cách tốt nhất vẫn là dùng kỹ năng tối thượng để chống lại kỹ năng tối thượng. Từ hàng loạt những phân tích trên, Rimrer rút ra 4 kết luận quan trọng. Nhìn chung những lý thuyết này khá là rối não, nhưng nó sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về câu chuyện. Đầu tiên, có thể nhận được kỹ năng độc nhất thông qua mong muốn hoặc khao khát mạnh mẽ, nhưng nó cũng cần đạt mức EP nhất định. Bạn cũng có thể vượt qua các thử thách hoặc hoàn thành các điều kiện để nhận được kỹ năng. Bên cạnh đó, kỹ năng tự mình thức tỉnh sẽ mạnh hơn kỹ năng được người khác trao tặng và sức mạnh được sinh ra từ linh hồn dường như sẽ mạnh hơn sức mạnh sinh ra từ thể chất. Tiếp theo, vì kỹ năng là thứ định hình mong muốn và được biến đổi tùy thuộc vào chủ sở hữu, còn mong muốn của mỗi người mỗi khác nên kỹ năng sẽ khác nhau. Từ đó không bao giờ có các kỹ năng giống nhau, ngay cả khi tên giống nhau thì hiệu suất và quy tắc cũng sẽ khác nhau.
Tiếp theo nữa, sự cách biệt giữa độc nhất và tối thượng không phải là tuyệt đối. Sức mạnh của kỹ năng phụ thuộc vào ý chí, muốn kỹ năng mạnh thì ý chí phải mạnh. Ví dụ như người được cho mượn kỹ năng sẽ yếu hơn người tự thức tỉnh nó. Kỹ năng là thứ tác động đến các định luật của thế giới bằng mong muốn. Thế nên sử dụng một sức mạnh căn nguyên như vậy thì cũng cần một ý chí vững vàng. Cũng vì vậy không phải ý chí của ai cũng mạnh mẽ để thức tỉnh được kỹ năng tối thượng. Từ đó có thể thấy trong xuyên suốt bộ truyện sức mạnh ý chí quan trọng như thế nào. Việc cuối cùng là xác định bản chất của kỹ năng để tìm ra cách sử dụng hợp lý và chính xác nhất. Trước đây nhờ có Thông Tuệ Vương, Rimuru đã được dạy sử dụng kỹ năng rất bài bản, nhưng không phải ai cũng có số hưởng như nhân vật chính. Thế nên dù kỹ năng được sinh ra từ mong muốn của một người thì nó vẫn có thể bị dùng sai cách. Khi đang suy nghĩ về điều đó thì đột nhiên Xéo lên tiếng. Phù, ví dụ gần đây chính là sự thất bại đáng buồn cười của Dino. Hế, Rimuru không thể không thốt lên như vậy. Sau đó Xéo bắt đầu giải thích một cách thích thú. Theo đó, trong trận chiến vừa rồi, kẻ lười biếng, một trong những kỹ năng độc nhất mạnh nhất đã phát triển thành kỹ năng tối thượng Đại Lãn Vương, vua lười biếng. Nó được cho là xấu sức mạnh siêu khủng khiếp, nhưng Dino lại bị Chia Chon đấm không trượt phát nào. Đương nhiên, Chia Chon quá mạnh là một lý do, nhưng nguyên nhân cơ bản nằm ở việc Dino không thành thạo Đại Lãn Vương. Đây vốn là kỹ năng dùng để ngụy trang, và Dino đã không biết cách sử dụng chính xác. Kẻ lười biếng được sinh ra từ tính cách lừa nhác của Dino, nên Đại Lãn Vương có đặc điểm là càng di chuyển thì càng yếu. Cách sử dụng nó đúng nhất là để hỗ trợ cho thuộc hạ và đồng minh. Nói cách khác, Dino chỉ cần đứng im và cho mượn sức mạnh tích lũy của mình, đó mới là giá trị thực sự của Befeger. Đây là những kết luận sẽ rút ra được sau khi phân tích trận đấu của Dino trong mê cung. Rimuru hiểu rằng nếu là Guy thì anh ta sẽ hiểu được bản chất của kỹ năng, rồi dùng nó đúng cách và không thất bại như vậy. Còn Dino quá lười biếng nên hắn bị bối rối bởi bề nổi của kỹ năng mà không hiểu được bản chất. Nói cách khác, thất bại của kẻ thù nằm ở việc chúng đã khiến Dino phải tự thân vận động. Nếu anh ta vẫn cứ chơi lừa như mọi khi và chỉ để cho Garcia và Pico hành động thì chắc chắn Gale và Kumara đã ăn hành no nê. Rimuru cảm thấy may mắn khi giao cho Dino làm nhiều việc vì nó góp phần đánh thức niềm vui lao động của anh ta, đánh cay thay cho Dino, kẻ càng làm việc thì càng trở nên thất bại. Nghĩ đến đây Rimuru tự nhủ nếu có cơ hội làm lành, cậu sẽ chỉ cho Dino biết thế nào về kỹ năng của hắn. Quả thực việc hiểu rõ bản chất của kỹ năng cũng khó hệt như nhìn thấu được lòng người vậy. Nếu một người lầm tưởng rằng kỹ năng là thứ vũ khí tiện lợi thì người đó chắc chắn sẽ không thể phát huy hết khả năng của nó. Xeo cũng lên tiếng tán thành với suy nghĩ đó, đồng thời yêu cầu chủ tịch hãy nghiêm túc quan tâm và đối xử với nó tốt hơn nữa. Rimuru thầm nghĩ, có vẻ lời nói của mình đã bị Xeo hiểu sai mất rồi, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy. Trong lúc chủ tịch đang bận suy nghĩ thì Suna đã đưa Benimaru vào phòng. Ngài muốn gặp thần hả? Thần nghe nói đây là một cuộc họp cá nhân, ngài muốn hỏi điều gì vậy? Benimaru hỏi với thái độ nghiêm túc, anh ta tưởng rằng đây là một cuộc họp rất quan trọng nào đó. À, ta xin lỗi, chỉ là ta thích vậy thôi. Bỏ qua sự thắng của Benimaru, Rimuru giải thích rằng cậu chỉ đang muốn hỏi thăm về sức mạnh của Benimaru, mục đích là để xác định lực lượng trước khi đối đầu với Phil Wei và Michael. Nghe như vậy, Benny nhận định rằng buổi nói chuyện này thực sự quan trọng. Trước khi vào việc, Rimuru muốn hỏi thăm một chút về tình hình của Benny sau khi cưới như thế nào. Dù vậy, ngay khi hai người vừa bắt đầu câu chuyện tào lao của mình thì Suna bước vào và la cho mỗi người một trận. Kết quả Rimuru đành ngậm ngùi hỏi về nó sau và quay sang xác nhận tình trạng của Benimaru. Tên Benimaru, EP 4.397.780, chủng tộc quỷ thần thánh ma linh thượng cấp viêm linh quỷ, gia hộ của Rimuru, danh hiệu hách nộ vương, ma pháp viêm linh, kỹ năng tối thượng dương viêm vương, kháng tính, vô hiệu công kích vật lý, vô hiệu ảnh hưởng tự nhiên, vô hiệu trạng thái bất thường, kháng công kích tinh thần, kháng công kích thánh ma, nhìn thôi là đã thấy mạnh rồi. Sau khi hy sinh kỹ năng độc nhất đại nguyên soái, Benimaru đã nhận được kỹ năng tối thượng dương viêm vương. Quyền năng của nó bao gồm gia tốc tư duy, cảm nhận vạn năng, bá khí ma vương, kiểm soát ý nghĩ, chi phối quang nhiệt, chi phối không gian, đa chủng kết giới. Theo lời của Xeo, cô chỉ giúp một xíu và Benimaru đã tự thức tỉnh nó bằng chính sức mạnh của mình, nhưng kỹ năng này vẫn phản ánh một phần sức mạnh của Vegreen. EP của Benimaru giờ đã hơn 4 triệu, cộng với Thanh Hồng Liên thì sẽ hơn 5 triệu. Rimuru bất ngờ khi nó còn cao hơn cả Luminous. Nhắc đến EP thì chủ tịch cho rằng nó không thể bị đánh lừa. Để gian lận được thì cần phải giấu vũ khí thần thoại đi hoặc để một số tồn tại song song ở nơi khác như Vegreen. Nếu ở bên ngoài thì có thể sẽ dễ đánh lừa, nhưng một khi bước vào mê cung thì sẽ bị hệ thống của Ramris nhận dạng ngay lập tức. Ban đầu Rimuru nhớ rằng hình như Shinji hoặc ai đó đã hỏi rằng sẽ rất tuyệt nếu có thể đo EP một cách chính xác. Khi đó Ramris đã nói rằng ta có thể. Kết quả là mọi người trong phòng như bị đứng hình, họ đồng loạt nghĩ rằng sao bà này méo nói sớm hơn nhỉ. Quả thực nếu nó được phát hiện sớm hơn thì không chỉ Luminous mà có thể đo được cả EP của Vechado và Guy. Ngoài ra, do Dino vừa là khách vừa là một nhà nghiên cứu nên nếu như cẩn thận đo lường thì đã có thể phát hiện ra sức mạnh thực sự của hắn. Dù EP chỉ là số liệu tham chiếu nhưng nó vẫn rất hữu dụng như một trong những yếu tố để đánh giá sức mạnh. Với EP của Benimaru hiện giờ, Rimuru cho rằng cậu ta sẽ không thua thiệt nếu đối đầu với Tam Yêu Sói hoặc Dino.
Khi đánh giá sức mạnh của Benny, Rimuru thắc mắc rằng chẳng phải khi ma vật có con thì sẽ yếu đi hay sao? Benny cũng thừa nhận lượng ma tố của cậu đã giảm đáng kể. Nhưng còn tại sao lại trở nên mạnh hơn thì không biết. Hiện tại số lượng nhân quỷ tộc kết hôn đang tăng lên đáng kể. Dù Rimuru vẫn chưa nghe về trường hợp gặp rắc rối do bị suy yếu, nhưng những người có thứ hạng càng cao trong hệ thống phân cấp sẽ càng bị ảnh hưởng mạnh. Thế nên chủ tịch muốn nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề này trong tương lai. Cậu cũng dặn Benimaru nếu biết thêm bất kỳ điều gì thì hãy báo lại và đồng thời kết thúc cuộc phỏng vấn. Đúng kiểu một người lấy vợ, cả họ được nhờ, nghe em ạ. Sau khi Benny lướt đi thì đến phiên Soei vào phòng. Ổn định xong vị trí, Rimuru ngay lập tức phàn nàn với anh ta rằng không nên chế nhạo Benimaru quá nhiều. Trước đó vì chưa có con nên Benny không thể tiến hóa ma vương. Nhìn cảnh này Soei cũng sốt ruột nên mới hối thúc thành niên lấy vợ. Xong rồi thì cũng hối thúc có con luôn. Khi đó Soei nói rằng nếu Benny chậm trễ thì anh ta sẽ phải hỗ trợ. Cũng chẳng biết hỗ trợ như thế nào nữa. Lúc này nghe Soei tủm tỉm giải thích như vậy, Rimuru cũng hiểu được thanh niên này sốt ruột đến mức nào rồi. Dù sao đó cũng là điều tốt. Sau đó cậu quay trở lại với tình trạng sau tiến hóa của Soei, người đã bị ảnh hưởng bởi sự tiến hóa của Benimaru. Tên Soei, EP 1.281.162, chủng tộc quỷ thần thánh ma linh trung cấp ám linh quỷ, gia hộ cái bóng của hạch nộ vương, danh hiệu ám nhẫn mà pháp ám linh, phước lành tối thượng nguyệt ảnh vương, kháng tính vô hiệu công kích vật lý, vô hiệu ảnh hưởng tự nhiên, vô hiệu trạng thái bất thường, vô hiệu công kích tinh thần. Đây là bước phát triển lớn, Rimuru đánh giá giờ Soei cũng rất mạnh, kháng tính cũng cực kỳ tốt. Nếu muốn đánh bại anh ta thì chỉ có thể sử dụng những đòn công kích tối thượng như thánh kiếm kỹ hoặc thuộc tính thánh ma. Nguyên nhân là vì Soei không sở hữu kháng công kích thánh ma. Các quyền năng của Nguyệt Ảnh Vương được Seo trao cho cũng rất đa dạng, bao gồm gia tốc tư duy, cảm nhận vạn năng, đôi mắt mặt trăng, nhất kích tất sát, hành động siêu tốc, thao tác tinh thần, tồn tại song song, thao tác không gian và đa chủng kết giới. Đặc biệt nhất là Soei có được tồn tại song song, điều này khiến chủ tịch đứng hình. Mặc dù chỉ tạo ra được một cơ thể khác nhưng Soei tin rằng nó sẽ rất hữu ích. Rimuru hiểu rằng với nó, Soei gần như bất tử. Cậu cũng quan tâm đến đôi mắt mặt trăng. Với nó, Soei có thể điều khiển bóng theo ý muốn, qua đó làm nhiều việc khác nhau mà đối phương không hề hay biết. Phạm vi ảnh hưởng của nó cũng rất rộng, có thể áp dụng trên cả thị trấn. Với thứ này, Soei không chỉ thu thập được thông tin mà còn dùng cho việc ám sát nữa. Kỹ năng của Soei chính là kiệt tác của thần. Thần đã cố gắng tái tạo lại hình ảnh ninja trong trí nhớ của chủ nhân. Nghe như vậy, Rimuru mới hiểu vì sao Soei lại thành ra như thế này. Seo cũng giải thích rằng điểm đặc biệt của đôi mắt mặt trăng là phân thân của Soei cũng sử dụng được. Vì thế anh ta có thể cử phân thân đi khắp thế giới và chia sẻ thông tin thông qua đôi mắt mặt trăng. Thế là mọi thông tin sẽ được nắm bắt bằng cách sử dụng truyền đạt tư niệm. Chà, nó như kiểu phiên bản cao cấp hơn của thần nhãn. Rimuru muốn trong tương lai Soei sẽ tiếp tục là đầu tàu trong hoạt động gián điệp của Tempest. Đồng thời cậu trao cho anh ta danh hiệu Minh Chủ Bóng Tối, hy vọng Soei sẽ tiếp tục lãnh đạo ám lam chúng để phục vụ cho quốc gia. Haha, mọi hành động đều vì lợi ích của Rimuru-sama ạ. Không phải cho ta mà là cho đất nước này. Nghĩ như vậy nhưng Rimuru cũng không phản bác gì. Sau đó hai người chuyển chủ đề về nhóm Sauka. Chủ tịch cũng muốn hiểu thêm về tình trạng của họ hiện giờ. Soei nói rằng giờ đây 5 người này có EP gần 200.000, riêng Sauka là 260.189, ngang tầm với các phó quan của cựu Ma Vương. Trong cuộc chiến này họ đã mạnh lên rất nhiều. Dù sao đối với Soei, chiến đấu chính là con bài huấn luyện tốt nhất. Rimuru cũng nhắc nhẹ rằng không phải cái gì Soei làm được thì người khác cũng làm được, nên không nên quá khắt khe với thuộc hạ. Từ đó cậu yêu cầu Soei chăm lo cho cấp dưới hơn để họ có thể làm việc lâu dài và vui vẻ. Thần hiểu rồi, ý của ngài là thần cần sử dụng các công cụ của mình cẩn trọng hơn đúng không ạ? Thêm một thanh niên quá nghiêm túc nữa. Dù vậy sau một vài câu giải thích thì Soei đã nhận ra, quả thực anh ta cũng thấy rất vui khi được Rimuru khen ngợi. Thế nên hẳn là cấp dưới sẽ như vậy. Từ đó Soei hứa sẽ chăm sóc họ tốt hơn trong tương lai. Một thời gian sau, Rimuru nhận được bức thư cảm ơn từ Sauka. Nó ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều đó khiến chủ tịch cảm thấy rằng cậu đã làm được thứ gì đó đúng đắn. Cứ như vậy buổi phỏng vấn tạm dừng để dành cho bữa tối. Và đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video ngày mai.